Chào các bạn, Hương Điền xin chia sẻ cách nuôi sệt chuyển qua nuôi nước. Chúng ta cũng biết là ấu trùng khi đang nuôi khô và chúng ta muốn đang ủ trứng ở dạng khô thì chúng ta muốn nuôi sệt giống như dạng này hoặc là chuyển qua nuôi nước, thì chúng ta nên cho cái giai đoạn chuyển dần là chuyển giai đoạn để chúng tập làm quen. Đây là chúng tôi xin chia sẻ cái cách và cái tỷ lệ hỗn hợp để mình có thể nuôi ấu trùng, là cũng có cắm gà để dùng nuôi giống. Nếu chúng ta nuôi giống thì chúng ta nên dùng cắm gà thì độ đạm cao hơn, còn nếu nuôi thương phẩm thì chúng ta có thể nuôi với lại cắm gạo. Xin nhắc lại đây là 100 lít phèm các thứ cấp. Xin nhắc lại là chúng ta xuống máng ấu trùng non, chúng ta đang ủ trong khay thì cái sinh khối của chúng đang khô, và chúng ta xuống máng thì có cách xuống máng để sao để ấu trùng bảo toàn được cái khối lượng cao nhất. Nhắc lại đây là cái vem, chúng tôi ngâm 100 lít vem. 100 lít vem này chúng ta pha với lại tỷ lệ cám gạo để mà nuôi thương phẩm, còn nếu chúng ta nuôi ấu trùng giống thì nên cám đậm đặc, cám gạo và dịch thủy phân, dịch thủy phân ấu trùng, dịch thủy phân đạm cá, hoặc là đây là chúng tôi có cái dịch đạm cá cô đặc nấu từ cá biển, độ đạm cao, độ đạm hấp thu tới 90-95%, đó là dịch đạm cá biển. Nhắc lại đây là 100 lít gem cấp 2 cộng với lại 6% mật lý đường là 6 ký mật lý đường, cộng với lại 6 ký cám gạo và cộng với 2% là dịch đạm cá. Dịch đạm cá là tới 95%, cho nên là rất là dinh dưỡng rất cao. Và khi chúng ta thả giống thì chúng ta nên tập cho chúng ấu trùng non quen dần với môi trường chúng đang ở trên, là sinh khối của chúng đang khô, như các bạn thấy đây khô, và chúng ta cho xuống thì chúng ta nên cho xuống ở một cái nền này khô như vậy, rồi chúng tự sẽ bò. Ấu trùng mình sẽ đổ là những cái khay chúng ta đang ủ, cái sinh khối của chúng có độ ẩm thấp, nó khoảng 4, nhưng mà khi ra chúng ta đây là chúng ta có tạo ra một cái nền. Cái nền này gồm có vi sinh, như chúng tôi đã nói là 100 lít vi sinh cộng với 6% rỉ đường, 6% cám gạo là 6 kg cám gạo, 6 kg cám rỉ đường và 2% dịch đạm cá. Chúng ta làm cái nền và chúng ta tạo sẵn cái nền như vậy ở cái dạng tương, nếu là lỏng nhưng mà dạng sệt, và chúng ta đổ thì nên đổ tập trung, đổ cho cái khay ấu trùng non của chúng ta, đổ cho nó. Và nhắc lại đây là chúng ta thay đổi môi trường, đừng thay đổi đột ngột. Và khi là chúng đang ở trên một cái khay ủ trứng và cái sinh khối của chúng là khoảng chừng 40% độ ẩm thôi, cho nên là chúng ta nếu mà thay đổi đột ngột chúng có thể chưa quen, có thể bị sốc, bị ngộp nước. Do đó là nước là chúng ta tạo cái môi trường. Ở đây là chúng tôi dùng VM 100 lít, 6% mật rỉ đường, 6% cám gạo cộng với 2% là dịch đạm cá. Dịch đạm cá là đạm cao, đạm hấp thu tới 90%. Và chúng ta cho 6 kg bã đậu. Chúng tôi cho 6 kg bã đậu. Khoảng 3 xẻng hơn. 6 kg bã đậu để mà tạo cái nền. Cái nền tương đối là sệt chứ không phải là lỏng. Và chúng ta đổ cái khay mà trứng chúng ta đã ủ ấu trùng non lên trên này, và đổ là đổ tập trung cho có ngọn như vậy. Vì nước tự thấm vào ngoài cái dung môi ở ngoài, chúng ta không nên cưỡng bức. Đó, như các bạn thấy là chúng cái chỗ nào sệt thì chúng đã bò ra và chúng thích ứng, thích nghi với môi trường, thì sự tồn tại là sự hao hụt về đó. Nhắc lại là 1%, chúng ta dùng 100 lít phèm cộng với 6% mật rỉ đường là 6 kg, rồi 6 kg cám và 2 kg dịch đậm cá. Và sau đó là chúng ta đổ với cái sinh khối mà có ấu trùng con, ấu trùng non, và nhớ đổ thành ngọn và tự chúng là thấm nước vào và độ ẩm tăng dần lên, và chúng từ từ chúng sẽ tự động thích nghi
Đó, như các bạn thấy là chúng tự động thích nghi, chúng ta không nên đổ dàn trải và cào đều. 2 ngày, 1 đến 2 ngày chúng ta sẽ tăng nước dần lên. Đó, đây là cái cách để mà chúng ta xuống máng bảo toàn được cái ấu trùng non. Đấy, như các bạn thấy là chúng tôi tạo, nếu như chúng ta cái ô chúng ta không đồng đều, lỡ trên lệch độ cao mặt bằng á là không có nivô, thì chúng ta có thể phân ra ngăn lại, khi chúng còn nhỏ chúng ta có thể phân lập lại là bằng 1/2/3 hay là 1/3, xin lỗi 4G không có ổn định. Đó, như chúng tôi là xuống 100 lít mỗi lần đầu là chúng ta có thể dùng 10 lít phèm, là với tỷ lệ là đã pha như các bạn thấy là 100 lít cộng 6% đi đường là 6 kg đi đường, 6 kg cám gà và 2 kg dịch thủy phân hay là dịch đạm cá. Đó là dinh dưỡng đủ cho chúng sống. Và khi chúng ta làm nền thì chúng ta dùng khoảng 6 kg bã đậu. Các bạn dễ nhớ 6 kg mà gỉ đường, 6 kg cám gà hay cám gạo và 6 kg bã đậu để làm nền. Và khi nó sệt như vậy và khi chúng ta xuống thì chúng ta nên không nên để chúng đổ dàn trải, mà nên để chúng tập trung và chúng tự động sẽ phân bón. Như đây chúng tôi xuống một lần một chục máng thì chúng ta dùng 100 lít pha 10 lít với lại 6 kg bã đậu thì nó sẽ ra dùng cái hỗn hợp sệt như vậy. Và nếu như cái máng của chúng ta nó không có nivô, nó không có bằng phẳng cái đáy, thì chúng ta có thể phân lập ra, chia đôi máng ra, chia đôi cái máng xây này để cho cái đường đồng độ cao nó ít có chênh lệch, và từ đó là cái độ sệt nó tương đối đồng đều. Và nhớ là chúng ta đừng có đổ dàn trải mà chúng ta đổ tập trung. Như các bạn thấy là chúng ta đổ tập trung thì chúng tự động sẽ ướt dần cái môi trường của chúng đang sống ở dưới đây. Đó, như các bạn thấy là chúng đang ẩm dần, ẩm hóa và độ ẩm dâng cao, và từ đó là chúng tự động chuyển dần ra ra ven và chúng ra môi trường sệt. Ở đây là chúng tôi dùng 10 lít hỗn hợp đã pha ven cộng với lại 6 kg bã đậu để làm nền từ dạng sệt này, và chúng ta sẽ châm nước dần dần vào ngày mai. Khi nào hết thì chúng ta lại châm bã đậu. Đây nó tóm lại là chúng tôi vừa xuống một lần một chục máng, một chục khay như vậy thì mình dùng 100 lít ven, 100 lít ven, và mình dùng 6 kg bã đậu. Chúng ta mới đổ vô, lúc nãy là đây là xương khối khô, và bây giờ là chúng đã tương đối là gần như là đã dầm nước mới chừng 2 tiếng đồng hồ, chúng đã làm quen, chúng đã làm quen. Chúng ta thấy là chúng nuôi lúc nhúc ra ngoài nước rồi, chúng tự chủ động hơn là chúng ta cưỡng bức chúng. Các bạn thấy là chúng rất là mạnh, rất là năng động. Và có thể nói đây là cái cách xuống, tại vì nó thật ra thì những cái máng mình làm bằng bạc hoặc là bằng xi măng thì cũng có thể là thợ chuyên nghiệp và cũng có thể là không, cho nên là cái đồng độ cao của đáy nó không có nivô mà đến tính bằng ly được, cho nên là nó cũng có thể chênh lệch 1-2 phân. Thì chúng ta có thể phân nhỏ cái ô, phân nhỏ, cắt nhỏ ra, để thứ nhất là mình sẽ dễ kiểm soát được cái dung dịch mình muốn kiểm là phối trộn, rồi ấu trùng của mình cũng nằm ở cao trên 90%. Và mỗi lần ủ 10 ô như vậy thì chúng ta dùng 100 lít ven cộng với lại cái hỗn hợp như đã nhắc, 6% rỉ đường, 6% cám gạo và 2% dịch đạm cá. Và chúng ta có thể cắt đôi cái ô để cho cái đáy chúng ta không bị chỉnh lệch độ cao nhiều. Đó, như các bạn thấy là chúng ta dễ kiểm soát, và chúng bắt đầu là chúng làm quen, chỉ vài tiếng là chúng có thể bơi ra làm quen với môi trường nước. Như các bạn thấy là chúng rồi, chúng tôi nhắc lại là chúng ta xuống 10 ô thì chúng tôi cần 100 lít phèm, 6 kg cám gà, 6 kg cám gạo và 6 kg bã đậu cho mỗi ô là 60 kg. Là chúng ta mỗi ô sẽ chia ra 10 ô như vậy thì chúng ta có được cái dung dịch lỏng và sạch và làm cho ấu trùng